Xin kính chào quý khách hàng và các bạn. Chiếc máy quay của quý khách hàng và các bạn đây xin được giới thiệu và chia sẻ tới mọi người chiếc xe Toyota Innova 2.0 đời 2018 xe lướt. Trải qua một năm sử dụng đến nay là 2019 thì chiếc xe Innova đời 2018 này đã lăn bánh được 25.000 km, tức là 2,5 vạn. Đó. Xe chưa bị tai nạn đâm đụng hay bị ngập nước. Tình trạng xe còn nguyên bản. Tổng thể bên ngoài thì xin mời quý khách hàng và anh chị cùng xem qua cái ngoại thất bên ngoài của xe để xem rằng sau một năm sử dụng chủ xe người ta có tai nạn đâm đụng hay không. Đó. Đối với cái dòng Innova này ở Việt Nam ý, thì chắc chắn rằng sẽ không phải giới thiệu nhiều, bởi vì nó là một dòng MPV 7 chỗ đa dụng, tầm cao, và nó đang được rất rất nhiều gia đình cũng như là rất nhiều công ty, doanh nghiệp người ta ưa sử dụng, bởi vì nó gầm cao 7 chỗ và nó rộng rãi, có thể chứa được rất nhiều đồ, phục vụ cho chúng ta là dù là một chuyến đi xa hay là đi gần thì cái việc rộng rãi, khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình khó đều hỗ trợ được một cách tuyệt vời nhất. Đó. Đấy là lý do mà rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Innova làm chiếc xe gia đình nhà mình, đặc biệt là quý khách hàng ở tỉnh xa. Đây là cái màu đồng ánh kim, nếu mà giờ gọi chúng ta có thể gọi là cái màu nâu đấy, màu này rất là đẹp. Ở phần đầu xe này thì quý khách hàng và các bạn nhìn thấy rằng hệ thống đèn pha này, đèn gầm của xe này trải qua một năm sử dụng thì nó chỉ có các cái vết xước nhỏ nhỏ thôi, nó không thể tránh khỏi mặt ca lăng phía trước này. Ở phần đầu xe thì xước sát rất là nhỏ thôi, các cái đường gân rồi điểm tiếp xúc giữa ba đằng sốc này, giữa cabo này với thân xe này đó, rồi phần trụ A này, phần tiếp giáp với cánh cửa với thân xe này vẫn còn nguyên bản, rất nguyên bản, chưa từng bị tai nạn đâm đụng hay là bị khắc phục sửa chữa thay thế. La răng rất là đều đẹp, la răng 17 inch cùng đời xe luôn, 4 quả lốp là cùng đời xe. Ở phần sườn xe đây chúng ta nhìn thấy là các cái vết xước căm rất là nhỏ thôi, không đáng kể. Ở phần đuôi xe này thì hệ thống đèn hậu rồi đến khung gầm phía dưới đây, phần gầm ở phía dưới đây rất là sáng đúng không ạ, lốp sơ cua chưa hạ. Chiếc xe này lăn bánh được 2,5 vạn rồi nhưng lốp sơ cua chưa hạ. Đó. Gầm rất là đẹp. Khi quý khách hàng đến xem xe thì có thể cẩu gầm lên bằng cẩu, bằng kích để chúng ta kiểm tra phần gầm. Ở phía đuôi xe này thì hệ thống đèn nguyên bản. Đó. Rất là sáng, mới. Các cái điểm tiếp xúc đây chúng ta nhìn thấy này. Rất là liền mạch. Liền một khối. Chưa bị va chạm đâm đụng. Phía sau đây thì chúng ta sẽ có camera lùi kết hợp với bộ màn hình giải trí 7 inch ở trong xe. Logo Innova, logo 2.0 vẫn còn nguyên. Xe được trang bị hai mắt cảm ứng lùi phía sau. Vì đây là một chiếc xe MPV 7 chỗ gầm cao cho nên là cái việc lùi nó cũng tương đối là khó khăn cho những anh nào tay lái kém. Vì vậy là thêm camera lùi và cảm biến lùi thì sẽ giúp chúng ta lùi an toàn hơn. Đó. Phần thân xe phía bên phụ này thì ta nhìn rất là đẹp, đẹp đều. Đây là tổng quan cái ngoại thất bên ngoài của Innova 2018 xe lướt. Cùng bước vào bên trong cái nội thất của xe này, chúng ta kiểm tra những cái chi tiết như là cửa này, keo chỉ xem nó còn nguyên bản hay không, tựa tay được bọc da này, lấy mở cửa này. Đó, đây là bản lề cửa phía sau bên lái này. Bên trong nội thất thì xe rất là giữ gìn, xe được trang bị bộ ghế da giống như trên chiếc xe Fortuner 2018-19 nhập khẩu màu nâu và nguyên bản, không bị rách, không bị nhàu, bị nhăn. Đó. Chúng ta sẽ có trải sàn da ở phía bên dưới sàn xe này, bộ thảm cao su này. Đó. Chủ xe người ta rất là giữ gìn, cẩn thận cho chiếc xe của mình, mặc dù là xe gia đình, xe đi nhưng các bạn để ý không? Một năm sử dụng nhưng ghế của người ta rất là đẹp, không có cái hiện tượng nhàu, bị rách. Đó.
và cũng không có hiện tượng thay mới. Đây là hoàn toàn nguyên bản. Ở phần phía đuôi xe này chúng ta cũng nhìn với hàng ghế thứ ba của xe này, toàn bộ xe được bọc da. Đây là các cái chi tiết cơ khí của xe. Đây là phần ốc cửa này, cửa hậu phía sau ấy, tức là cốp ấy. Các bạn nhìn thấy không? Nó không hề có một tác động cơ khí nào vào đây cả. Đó, tức là nó không hề bị thay thế, tháo ra. Đó. Đây là phần cửa bên phụ phía sau. Tại sao lại cứ quay các cái chi tiết ốc ác ở các cái cửa này làm gì? Để chứng tỏ rằng chiếc xe nó không bị tai nạn, không bị thay thế cửa, nó còn nguyên bản. Đây là phần bên trong nội thất của xe. Nếu mà xét về cái độ rộng rãi của Innova thì trên thị trường cái dòng MPV này thì gần như là thông dụng, tầm tiền thì không có đối thủ. Điều hòa là điều hòa cơ. Đây các bạn nhìn này, trải qua 1 năm sử dụng nhưng mà điều hòa, hệ thống điều hòa đây các bạn nhìn các cái phím, các cái nút bấm này, các cái điều khiển này. Đó, rất là mới, nó không hề bị bong chóc, xước xát quá nhiều. Đây là phần cốp phụ này. Đây là cần số này. Cần số chạy được 2,5 vạn này. Đó, gai vẫn còn nguyên. Đó, đây là phanh tay, cốp để đồ. Phía bên đây là vô lăng này. Vô lăng cần số này. Rất là đẹp, đẹp. Xe đã được trang bị đầy đủ đồ chơi hết rồi. Các cái chi tiết như là lên xuống kính này, điều khiển này. Đó. Các cái bàn phím điều khiển tăng giảm âm lượng này, ra lệnh giọng nói này, điều khiển màn hình tích hợp trên vô lăng hết. Rất là tiện dụng cho người sử dụng xe. Là chúng ta cũng mở lên để kiểm tra cái khoang động cơ của xe. Đây là cái khoang động cơ của xe này, quay chi tiết các cái phần như ốc cabo này. Đó, được keo chỉ nó còn nguyên bản này, để anh em thợ xem và dẫn khách này, nó còn nguyên bản này. Đó, các cái ốc tai này nó còn nguyên bản 100%. Đây là phần máy của Innova này, các anh nhìn này, nếu mà xe mà ngập nước nhá, toàn bộ 100% các cái ốc dàn máy này sẽ phải tháo ra hết này. Đó, 100% các cái ốc dàn máy này sẽ phải tháo ra hết này. Không thể nào, kể cả là có kỹ thợ kỹ thuật đẳng cấp đến đâu chăng nữa thì cũng không thể khôi phục được 100% sự nguyên zin nguyên bản khi mà robot nó bắn rồi các cái dấu sơn nhà máy. Đó, 100%, không thể nào thợ nào làm zin đét 100% được. Kiểu gì thì kiểu cũng phải 99% thì vẫn phát hiện được, phát hiện ra được. Bởi vì những cái chi tiết ốc ở rất là sâu phía bên dưới thì chúng ta xem thật kỹ, chúng ta mang vào trong hãng kiểm tra rất là kỹ để đánh giá được rằng xe của mình có bị ngập nước hay không, có ngập sàn hay là ngập máy, ngập máy bổ máy thì nó sẽ thiệt hại rất là nặng nề. Nhưng ngập sàn ấy thì chúng ta có thể kiểm tra sàn bằng cách là chúng ta mang vào hãng, chúng ta kiểm tra kỹ phần sàn, nó cẩu lưng gầm, lột sàn các cái trải sàn ra, chúng ta kiểm tra. Như vậy chúng ta sẽ phát hiện được xe có bị tai nạn ngập nước hay là đâm đụng hay không. Đó, điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền và quyền lợi của các bạn. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.
mua.